Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Sáng nay ngày 30 tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư đường Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Tình huống giả định vào lúc 8 giờ sáng ngày 30 tháng 6, sự cố điện đã gây chập cháy tại tầng 1, nhà số 114 đường Lê Hữu Lập, sau đó bắt lửa vào hàng hóa và nhanh chóng lan ra toàn bộ tầng 1, khói độc bốc lên tầng 2, tầng 3. Lúc này trong nhà đang có 5 người. Ngay sau khi xảy ra cháy, gia đình đã bấm chuông báo động. Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy khu phố và người dân xung quanh nhanh chóng dùng bình chữa cháy tại chỗ, kìm trợ lực phá cửa, mặt nạ lọc độc vừa tiến hành dập lửa, vừa dùng thang tre leo lên tầng 2 cứu người bị mắc kẹt. Tuy nhiên, do trong nhà có nhiều đồ dùng dễ cháy như thùng cắt tông, nhựa tổng hợp nên việc chữa cháy tại chỗ không hiệu quả, đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 1 xe thang đến hiện trường, phối hợp lực lượng tại chỗ triển khai phương án chữa cháy, ngăn cháy lan và đưa người đang mắc kẹt trên tầng 3 xuống đất an toàn. Lực lượng y tế cũng đã có mặt để đưa toàn bộ người bị nạn đến bệnh viện sơ cấp cứu. Thông qua buổi diễn tập nhằm nâng cao ý thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ khi xảy ra các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố tại các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, đồng thời tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tác chiến giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống cháy nổ có thể xảy ra trên địa bàn. Sáng nay, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ tuyên dương ngàn hoa việc tốt năm 2023. Tại buổi lễ, 150 đội viên xuất sắc chống ngoan Bác Hồ, đại diện cho gần 9.000 đội viên là con cán bộ công chức viên chức người lao động khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được tuyên dương vì những thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện năm học 2022-2023. Trong đó có 23 em đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 115 em đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp huyện. Nhiều em đã tham gia và đoạt giải cao tại các cuộc thi tiếng Anh, tin học trẻ, tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh và truyền thống cách mạng nhân dân Thanh Hóa, viết thư quốc tế UPU. Bên cạnh thành tích trong học tập, các em đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và hoạt động đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Lễ tuyên dương ngàn hoa việc tốt không chỉ là dịp để vinh danh biểu dương những học sinh tiêu biểu mà còn là cơ hội để các em giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập và rèn luyện để cùng nhau tiến bộ, xứng danh con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Sáng nay, trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức lễ bế giảng chương trình tiếng Anh hướng nghiệp English Work. Chương trình tiếng Anh hướng nghiệp English Work do Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ có 50 học viên tham gia học. Trong 6 tháng, các học viên đã được truyền tải những kiến thức, kỹ năng hướng nghiệp cơ bản để học viên có thể tự tin áp dụng vào thực tế trong quá trình xin tuyển dụng. Qua khóa học cũng góp phần tích cực vào việc giải quyết một phần nhu cầu đào tạo nghề và kỹ năng cho thanh niên trong độ tuổi tìm việc, đồng thời hỗ trợ các trung tâm giới thiệu việc làm, các cơ sở đào tạo nghề trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng tính cạnh tranh và chất lượng đầu vào đối với việc tuyển dụng ở các doanh nghiệp trong tỉnh. Sau tháng năm 2023, dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức do tác động ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, xung đột chính trị, lạm phát kinh tế gia tăng trên toàn cầu làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, thị trường tiêu thụ sản phẩm, song hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước tăng 7,49% so với cùng kỳ. Đóng góp quan trọng vào tăng trưởng công nghiệp trong 6 tháng năm 2023 là do từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có thêm một số cơ sở công nghiệp trong lĩnh vực dệt may, da giày được đầu tư mới và đi vào hoạt động, như nhà máy may Victory tại thị trấn Sao Vàng, mở rộng nhà máy giày Adiana, huyện Thọ Xuân. Đến nay, hơn 200 nhà máy dệt may da giày trên địa bàn tỉnh, dù đối diện với rất nhiều khó khăn về thị trường, đơn hàng, vẫn duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động. Theo nhận định của ngành công thương Thanh Hóa, sản xuất công nghiệp trong 6 tháng cuối năm tiếp tục đối diện khó khăn về đơn hàng, thị trường tiêu thụ chậm. Để thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, ngành công thương đang tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng sản xuất của từng nhóm hàng, ngành hàng để kịp thời tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp cơ cấu lại sản xuất, làm mới sản phẩm, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Nhằm đảm bảo an toàn công trình thủy lợi khi mùa mưa bão đến, các chủ đầu tư là Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi CPO và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa đang tích cực đôn đốc các nhà thầu để nhanh tiến độ thi công, đảm bảo đúng tiến độ chất lượng công trình thủy lợi, đê điều và hồ chứa. Theo Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa, hiện trên địa bàn tỉnh có 61 công trình thủy lợi đang triển khai thi công,
trong đó có 19 công trình hồ chứa, 15 công trình đập dâng, 16 công trình trạm bơm, 11 công trình kênh mương. Hiện tại các công trình đều đạt từ 50 đến 60% khối lượng. Để đảm bảo an toàn công trình khi mùa mưa bão đang đến, các chủ đầu tư là Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi CPO và Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành dứt điểm từng hạng mục và các điểm sung yếu. Đối với những công trình liên quan đến đê điều, trạm bơm, các ban đều cử cán bộ bám sát địa bàn, chỉ đạo nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt chú ý đến các hạng mục đảm bảo yêu cầu chống lũ. Các đơn vị hiện cũng chủ động chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra. Thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh phát triển và hình thành độc tố nguy hiểm, từ đó gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các bếp ăn tập thể. Do vậy, việc kiểm soát an toàn thực phẩm đang được các đơn vị doanh nghiệp đặc biệt chú trọng nhằm đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng. Bên cạnh việc ký hợp đồng mua lương thực thực phẩm với nhà cung cấp các uy tín, các đơn vị doanh nghiệp đặc biệt chú trọng khâu kiểm thực 3 bước gồm kiểm tra nguồn nguyên liệu thực phẩm nhập vào, kiểm tra thực phẩm từ quá trình sơ chế biến cho đến khi ăn và kiểm tra mẫu thức ăn lưu. Ngoài ra, quan tâm đầu tư thêm thiết bị chế biến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tiêu chuẩn bếp một chiều với đầy đủ khu vực giao nhận lương thực thực phẩm, khu vực sơ chế chế biến và khu vực chia thức ăn. Ngoài đảm bảo an toàn thực phẩm, việc cân bằng dinh dưỡng, bổ sung các vitamin cần thiết cũng được các đơn vị chú trọng thực hiện. Cân bằng dinh dưỡng cho trẻ thì chúng tôi tập trung vào các cái độ tuổi, ví dụ như là đối với độ tuổi mẫu giáo bé, nhà trẻ, các con nhỏ mới từ nhà mới nhập học thì cái chế độ của các con sẽ chuyển sang đó là chế độ cháo và thức ăn mềm để các con đảm bảo cái chế độ dinh dưỡng. Còn đối với những bạn học sinh lớn hơn và đặc biệt đối với những trẻ mà có cái thể lực như là suy dinh dưỡng, thể nhẹ cân hoặc là có trẻ béo phì thì chúng tôi cũng phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để các cô giáo có chế độ phù hợp. 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào tại các bếp ăn tập thể. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không vì thế mà lơ là chủ quan. Việc thực hiện đủ 5 chìa khóa để có thực phẩm an toàn gồm rửa sạch tay, tách biệt thực phẩm sống và chín, nấu chín kỹ thực phẩm, bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ an toàn và sử dụng nước sạch, nguyên liệu tươi sống cần được thực hiện đầy đủ, góp phần giúp các đơn vị doanh nghiệp bảo vệ người sử dụng trước nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa hay ngộ độc thực phẩm. Thanh Hóa có 213,6 km đường biên giới chạy qua 49 bản, 16 xã của 5 huyện tiếp giáp với 3 huyện của tỉnh Hủa Phăn Lạp, có 3 cửa khẩu và hàng trăm đường tiểu ngạch lối mòn qua lại biên giới. Địa hình rừng núi hiểm trở là điều kiện thuận lợi để các đối tượng phạm tội vận chuyển ma túy qua biên giới vào Việt Nam. Với quyết tâm ngăn ngừa, phòng chống hoạt động mua bán và vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới, trong thời gian qua, lực lượng chức năng về phòng chống ma túy của tỉnh đã có nhiều nỗ lực đấu tranh, ngăn chặn, triệt xóa các loại tội phạm này. Lợi dụng rừng núi rậm rạp, hiểm trở, đi lại khó khăn, các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới thường chọn thời điểm đêm tối hoạt động để dễ ẩn nấp và lẩn trốn. Do vậy, những cuộc vây bắt tội phạm ma túy của lực lượng chức năng luôn khó khăn, hiểm nguy và gian khổ. Cùng với việc triển khai nhiều giải pháp quyết liệt đấu tranh chấn áp các loại tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa còn chú trọng công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về hiểm họa của ma túy, các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, vận động người dân tránh xa với tệ nạn ma túy và các hành vi phạm pháp liên quan. Đồng thời, đồng hành cùng bà con trong phát triển kinh tế, để đói nghèo không còn là lý do đẩy bà con trở thành người nghiện hoặc kẻ tiếp tay cho các đối tượng tội phạm. Đảng ủy Ban Chỉ huy Đội Biên phòng Phú Nhi thì thường xuyên và liên tục triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến với nhân dân. Ba xã chúng tôi cũng gặp những khó khăn nhất định, bà con phải đi lên dãy làm nương, đi từ sáng và chiều tối mới về, thì kế hoạch thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới bà con thì quá trình tập trung bà con rất là khó. Vì vậy chúng tôi phải 9 giờ tối thì chúng tôi mới thông báo và tuyên truyền cho bà con đến để thực hiện cái nhiệm vụ. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên các tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp, mang tính xuyên quốc gia. Do đó, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị chức năng, chủ động xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trong phòng chống tệ nạn ma túy, với mục tiêu giảm tối đa số lượng ma túy xâm nhập từ biên giới vào sâu trong nội địa. Bản tin 18:30 hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.